Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em phân tích tại sao rất nhiều anh em lại tin dùng dòng Vanco Next. Trước mắt quý vị các bạn, đây là dòng Next Aquatic model MX825 mã. Như anh em đang nhìn thấy đây, là nó có sở hữu một cái mặt nhôm ở phía trước đấy, là mặt nhôm xước, và các chữ của nó thì lại trên nền nhôm xước lên rất là đẹp và bắt mắt. Dòng vang Next này là nó có size của nó ấy, nghĩa là kích thước của cái vang là 48cm, thì đúng chuẩn như các hộp kỹ thuật, nên là rất là dễ để sử dụng khi anh em có ghép để đi vào ghép vào hộp kỹ thuật rất tiện. Và khi anh em cắm điện vào thì ở đây có đèn báo sáng hết, nên rất là buổi tối rất là bắt mắt và đẹp. Và các chức năng của nó bao gồm có chống hú, cổng quang, Bluetooth và cả USB, là đủ cả, tích hợp cả trong chiếc vang đây. Một cái vang tích hợp 4 cái đó. Và về giá thành thì chiếc vang Next này thì được như bên em phân phối bán ra là 1.300.000 một cái, được bao ship toàn quốc. Với cái giá thành như vậy thì rất dễ để cho anh em mình chơi và ghép. Trong trường hợp những cái âm ly nhà mình nó bị hỏng đường echo hoặc hỏng đường mic, nếu anh em không muốn sửa vấn đề đó, mình mua một chiếc vang này về mình ghép vào là rất là tuyệt vời, mà rất là dễ, không có gì cả. Và cách dùng của dòng vang cơ thì nó lại tiện lợi nữa. Một điều điểm cộng cho vang cơ là dễ dùng. Mình chỉnh bằng tô vít các nút chiết áp ở đây rất dễ. Và các đường chọn tín hiệu thì có cả một bài trước đó rồi, em cũng đã nói rồi, là mình chọn được USB, Bluetooth, cáp quang và AUX bằng cái nút ấn input ở đây đó. Còn trong các anh em dùng USB thì mình cắm USB đây và mình nick bài ở đây. Và ở đằng mặt trước này thì nó có một cái hệ thống đèn báo bao gồm có ML, MG, Sensus. Một điểm cộng cho chiếc vang Next này nữa anh em nhé, chú ý nhé, đó là đường tín hiệu của đường mic volume rất lớn. Anh em có thể chỉnh được ở đằng trước với hai chiếc đát chìm ở đây, và đằng sau cũng có volume của mic ở đây nữa là 2. Anh em có thể nhìn thấy chiếc mic von ở đây, chỉnh được ở đây và chỉnh mic tổng ở đây. Nên khi anh em chỉnh chiếc mic này để nó nói đường mic cực kỳ lớn luôn, cực kỳ lớn để chỉnh được. Có các chức năng thì rất đơn giản, như anh em biết dòng vang cơ thì rất dễ. Anh em thì quan tâm đặc biệt nhất đến hai cái vấn đề của đoàn chỉnh đường echo là đi vít và đi đây, thời gian lập và độ lập. Còn những cái nút bát mít chép thì mình chỉnh nó theo cái không gian, theo giọng. Còn bên này đường nhạc cũng rất là đơn giản với dòng vang cơ. Và cái đường nhạc của con vang cơ này cũng có một cái chép áp chỉnh to nhỏ đằng sau. Chuyển sang đường sub thì có cắt sub từ 50Hz cho đến 250Hz, volume sub ở đây. Và đường center, anh em có thể lấy đường nhạc hoặc đường mic, có nghĩa là anh em muốn lấy chỉ lấy đường mic qua đường center cũng được, mà em muốn lấy đường nhạc qua đường center cũng được. Ấn ngắn thì là lấy đường nhạc, mà mở ra dài thì lấy đường mic, rất là tiện lợi, chuyên nghiệp. Đó là những cái điểm mà em nhắc đến trong chiếc vang cơ Next Aquatic này. Anh em lưu ý rằng cái trước mắt quý vị các bạn là dòng model 825 mã. Và em xin nhắc lại giá của bên Huấn Audio phân phối là 1.300.000 một cái và được bao ship toàn quốc. Anh em nếu quan tâm dòng này có thể điện thoại trực tiếp cho bên em qua số máy 0904612323, hoặc anh em hãy để số điện thoại ở dưới dòng comment ở dưới, em sẽ gọi lại cho các bác sớm nhất. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của Huấn Audio.